để bắt nhịp với xu thế phát triển thời đại công nghệ số. Thời gian qua, HTTV không ngừng đổi mới về nội dung, sáng tạo cách thức thể hiện, đa nền tảng phát sóng. Với phương châm, khán giả ở đâu, thiết bị công nghệ nào truyền tải được thì các sản phẩm phát thanh truyền hình Hà Tĩnh sẽ có trên nền tảng đó. Việc thay đổi hình thức sản xuất cũng như nâng cao chất lượng nội dung các sản phẩm phát thanh truyền hình để phù hợp với các nền tảng số đang được Hội đồng Nội dung của HTTV chỉ đạo quyết liệt, sâu sát từng bản tin, từng chuyên đề, chuyên mục và các chương trình văn nghệ giải trí. Theo đó, bên cạnh kênh phát sóng truyền thống thì các sản phẩm của HTTV trên nền tảng mạng xã hội như fanpage, YouTube, website HTTV liên tục tăng về số lượt người theo dõi và chia sẻ. Điều này đã khẳng định quyết tâm vươn tầm trong thời kỳ công nghệ số của HTTV đã và đang được khán thính giả đón nhận. Trong cái dòng chảy của thời kỳ công nghệ số hiện nay thì Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh đã tập trung phân phối các cái nội dung lên rất nhiều cái nền tảng số. Khi mà phân phối nội dung trên các cái nền tảng số thì mỗi một cái nền tảng nó lại yêu cầu một cái tiêu chí riêng về kỹ thuật, về nội dung. Cho đó cho nên là nó dẫn tới đặt ra những yêu cầu về cái tính chuyên nghiệp, cái sự chuyên nghiệp của những cái người làm nội dung số. Với cái quan điểm đó thì chúng tôi đã cho thành lập tổ nội dung số và tiến tới sẽ thành lập nội dung số, và trong một tương lai gần thì sẽ cho ra đời các cái nhiều cái sản phẩm số, nhiều cái bản tin số, thì các thông tin số, các cái nội dung số sẽ thực sự là cái dòng chảy thông tin dẫn dắt, dòng chảy thông tin chi phối trong cái nền tảng, trong cái bức tranh thông tin mà HTTV đang tạo dựng. Để khai thác hiệu quả các nền tảng phát sóng, HTTV đang từng bước hoàn thiện cơ chế làm việc theo mô hình tòa soạn hội tụ và liên tục cập nhật công nghệ mới, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, khai thác nguồn tài nguyên của HTTV một cách tối ưu hóa. Từ tư duy đổi mới, sáng tạo, HTTV đã có những chuyển biến tích cực trên các nền tảng như fanpage, YouTube, website HTTV, hatinhtv.vn có trên 42 triệu lượt truy cập, fanpage truyền hình Hà Tĩnh có hơn 640.700 lượt thích, kênh YouTube truyền hình Hà Tĩnh có hơn 260.000 lượt đăng ký với hơn 10.000 sản phẩm video. Kênh TikTok có trên 18.500 lượt đăng ký, cùng các nền tảng khác như app HTTV Go, Postcard. Từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ mọi người dân với tiêu chí khán giả ở đâu, HTTV ở đó. Tôi là một người thường xuyên theo dõi các chương trình trên sóng HTTV và hiện nay tôi thấy là nó rất là thuận tiện, không chỉ là có ở trên sóng HTTV mà nó còn có ở trên các mạng nền tảng mạng xã hội, nên là rất là thuận tiện cho mình để xem đi xem lại nhiều lần. Công nghệ chỉ là phương tiện, còn năng lực và phẩm chất của người làm báo là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi tác phẩm báo chí và uy tín của cơ quan báo chí. Từ đó, HTTV luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là cập nhật cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên về ứng dụng công nghệ mới trong tác nghiệp, trong khai thác thông tin về các phần mềm số. Mới đây, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh và phóng viên báo Hà Tĩnh, phóng viên một số cơ quan báo chí trên địa bàn đã được nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi với chủ đề Báo chí trong thời kỳ công nghệ số và sứ mệnh truyền thông chính sách, AI và tương lai của báo chí. Qua đó, đặt ra yêu cầu đối với mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí cần nhanh chóng chuyển mình, bắt nhịp xu thế báo chí thời đại công nghệ 4.0. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã dành thời gian trò chuyện với HTTV. Theo ông thì báo chí chính thống, đặc biệt là các cơ quan báo chí địa phương cần phải làm gì để có thể tận dụng lợi thế của mạng xã hội cũng như là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các sản phẩm truyền thông đa phương tiện hiện nay ạ? Điều mà chúng tôi muốn trao đổi với anh chị em báo chí Hà Tĩnh là không nên quá sợ hãi nhưng cũng không nên coi thường công nghệ hay là trí tuệ nhân tạo, mà cần phải nắm bắt, phải hiểu rõ nó, phải chinh phục nó, làm chủ nó, để chúng ta có thể tiếp tục giữ được cái vị trí vai trò hết sức quan trọng của báo chí chính thống trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Thì các cơ quan báo chí chính thống, đặc biệt là các cơ quan báo chí địa phương, thực sự phải tạo ra những cái bản sắc rất là riêng có của mình. Người dùng hiện nay trong một cái bối cảnh mà họ tiếp nhận quá nhiều thông tin tiêu cực, thế thì họ sẽ mong muốn là tìm được những cái nội dung mang tính tích cực, mang những nội dung mà truyền cảm hứng, và đặc biệt là những nội dung mà mang tính gợi mở cái giải pháp
về một xã hội tốt hơn. Vâng, với vai trò là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thì ông đánh giá ra sao về sự chuyển mình này ạ? Thời gian qua chúng tôi chứng kiến theo dõi thấy một cái bước phát triển rất là mạnh mẽ. Đơn cử như cái việc mà mạnh dạn chiếm lĩnh các cái nền tảng mạng xã hội, thì trong khi rất nhiều cơ quan báo chí lớn của Trung ương chưa chắc đã xây dựng được những fanpage, những cái trang YouTube mà có lượng truy cập lớn như là Đài Phát thanh Truyền hình của Hà Tĩnh, thì đó là cái dấu hiệu chúng tôi cho rằng những cái sự mạnh dạn quyết liệt của lãnh đạo cũng như sự đồng lòng và nỗ lực vươn lên của anh chị em phóng viên biên tập viên. Chúng tôi mong rằng là trong thời gian tới báo chí Hà Tĩnh phải mạnh dạn đi đầu trong cái sự đổi mới về mặt công nghệ như thế, nâng cao kỹ năng cho anh chị em không chỉ giỏi về mặt chuyên môn mà còn thành thạo về mặt công nghệ. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Lê Quốc Minh đã dành thời gian trò chuyện với khán giả HTTV.